Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chuyến thăm của Tập và kế hoạch Hán hóa Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào hai ngày 12 và 13 tháng 12, ông Tập Cận Bình có chuyến thăm sang Việt Nam lần đầu từ năm 2017. Dự kiến trong chuyến thăm này, Trung Quốc sẽ nâng cao hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc 15 năm trước đây. Từ năm 2017, Trung Quốc đã đề xuất khái niệm cộng đồng chung vận mệnh. Giờ đây, dự kiến Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa Việt Nam cột chặt thêm vào với Trung Quốc. Nghĩa là Trung Quốc tăng hắn thì Việt Nam phải xanh mặt. Vì chung vận mệnh kia mà, khi Mỹ nâng cao quan hệ với Việt Nam, thì Tập Cận Bình đã có cách buộc Đảng Cộng sản Việt Nam chặt hơn nữa. Bà Trương Thị Mai bàn với phía Trung Quốc về kế hoạch hán hóa Đảng Cộng sản. Chúng tôi đã phân tích rất nhiều về mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước khác là mối quan hệ giữa hai nhà nước. Còn mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ giữa hai đảng. Mối quan hệ giữa hai nhà nước thì thường lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Còn quan hệ giữa hai đảng thì lấy lợi ích đảng làm trọng. Trong tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng mất lòng dân, thì họ có thể hy sinh lòng dân để có được sự can thiệp sâu hơn từ Thiên Triều. Cho nên mối quan hệ giữa hai đảng cực kỳ nguy hiểm cho đất nước. Được biết, sau chuyến thăm Việt Nam, ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tiết lộ với báo chí Trung Quốc rằng mối quan hệ cộng đồng chung vận mệnh lấy quan hệ hai đảng Cộng sản làm cốt lõi cho mối quan hệ Trung Việt. Đã là chung vận mệnh, nghĩa là có sự ràng buộc rất chặt. Vậy thì để có mối quan hệ thật chặt này, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách chi phối Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không có chuyện ngược lại. Hình ảnh rồi ông Phan Đình Trạc cũng muốn đề nghị được hán hóa cán bộ. Vậy bằng cách nào? Năm 2017, Tập Cận Bình đưa khái niệm cộng đồng chung vận mệnh đó là lúc ông Nguyễn Phú Trọng ký với ông Tập 15 văn kiện khi ông Trọng sang Bắc Kinh. Trong đó có văn kiện hợp tác đào tạo cán bộ. Tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tạo cán bộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không có chuyện ngược lại. Nói là hợp tác đào tạo cán bộ cho sang thôi, chứ thực tế đó gọi là hán hóa Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành công văn số 1985 đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thông báo đến các đơn vị trực thuộc để triển khai việc cử công chức viên chức dự xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán, thạc sĩ tại Trung Quốc. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương, đã hội đàm trực tuyến với ông Trần Hy, trưởng ban tổ chức Trung ương, hiệu trưởng trường đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, để bàn về việc triển khai kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 26 tháng 9, ông Đinh Tiến Dũng đã lặn lội sang Trung Quốc dự bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại học Bách khoa Hoa Nam, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngày 30 tháng 11, ông Dương Xuân Lôi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gặp ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam, để bàn về vấn đề Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ chuyên ngành phòng chống tham nhũng. Hình ảnh mối quan hệ giữa hai đảng là rủi ro rất lớn cho đất nước. Như vậy, từ năm 2017 đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành từng bước thay máu dàn lãnh đạo với mối quan hệ kiểu cộng đồng chung vận mệnh. Thì không bao lâu nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam đầy rẫy người Việt nói tiếng Tàu. Khi đó, vận mệnh của dân tộc này không hẳn được quyết định bởi Hà Nội, mà là bị điều khiển bởi ai đó ở tận Bắc Kinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin chuyến thăm của Tập và kế hoạch hán hóa Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu bác Trọng có tự trọng? Người có lòng tự trọng là người biết dẹp bỏ sự háo danh, ham muốn tầm thường, sẵn sàng chấp nhận chơi luật chung với những người có địa vị thấp hơn mình. Tôn trọng cái chung, tôn trọng người khác, đó là cách tôn trọng chính mình. Một người lớn mà tranh giành với người già, tranh giành với trẻ con là không biết tự trọng. Quan chức mà tham quyền cố vị, phớt lờ dư luận để ngồi lại ghế bất chấp luật đã quy định cũng là loại người thiếu tự trọng. Họ không biết tuân thủ luật chơi chung,
Hình ảnh ông bám lì trên ghế liệu ông có tự trọng hay không? Ở Việt Nam, ông trọng được bơm thổi lên mây. Nào là sĩ phu Bắc Hà, nào là người đốt lò vĩ đại. Nói chung, ông trọng được bơm thổi như thánh. Tuy nhiên, bản thân ông thì dường như không biết tự trọng khi mà ông cứ lì lợm bám ghế mặc dù ông đã quá tuổi, quá số nhiệm kỳ và không đảm bảo sức khỏe. Hiện nay, cả bộ chính trị không biết liệu ông Nguyễn Phú Trọng có rút lui sau 3 nhiệm kỳ hay không, hay là ông vẫn cố bám ghế cho dù có nằm một chỗ như Lê Ngọa Triều. Đến nay, sức khỏe của ông Trọng đã quá yếu, ông bước đi không vững, phải luôn có vệ sĩ kè một bên, sẵn sàng xốc nách ông dìu đi nếu ông có dấu hiệu đi đứng không vững. Ở tuổi 80 của ông và sức khỏe yếu như thế thì ông lãnh đạo đất nước như thế nào? Hay ông chỉ chú tâm đốt lò, còn hậu quả ra sao thì ông chẳng cần quan tâm. Việc ông Trọng đang dùng quyền lực trong tay để tự ban đặc ân cho chính mình, để tiếp tục nắm quyền lực lâu dài, đã phá vỡ mọi nguyên tắc của đảng và tạo ra một tiền lệ xấu về sau. Nếu ông Trọng làm được thì những tổng bí thư sau ông cũng sẽ làm được. Đảng Cộng sản về sau sẽ trở thành công cụ cho tham vọng của người đứng đầu. Trở lại như thời kỳ đầu sau khi đảng cướp được chính quyền, người dân sẽ phải khốn khổ nối tiếp khốn khổ mà không biết bao giờ mới thoát ra được. Hình ảnh trong cái bình ấy ắt phe ông đang trú ngụ. Thông thường để phá vỡ đảng luật và nắm quyền cho đến chết, thì tất nhiên người đứng đầu đảng bao giờ cũng phải có những cuộc thanh trừng để thanh lọc phe phái. Vì nếu không thanh lọc thì sẽ không có đủ người ủng hộ ông ta ngồi lại ghế. Và tất nhiên, chiến dịch thanh lọc phải được thực hiện dưới vỏ bọc chống tham nhũng. Bởi quan chức cộng sản ai ai cũng tham nhũng, cho nên chọn chiêu bài này để che đậy là kế sách hoàn hảo. Việc thanh trừng phe phái dẫn tới kết quả là các phe mãi lo đấu nhau và chống đỡ nhau, còn việc hoạch định chính sách chỉ qua loa, đối phó. Thực tế, việc thanh trừng nội bộ khiến nền kinh tế Việt Nam vốn đã nát lại càng nát hơn. Từ khi chiến dịch đốt lò của ông Trọng nổi lên, thì nền kinh tế Việt Nam ngày càng nát hơn. Đó là thực tế mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Tội phạm kinh tế ngày một kinh khủng hơn, vụ án sau có quy mô hơn vụ án trước và tính chất cũng nghiêm trọng hơn vụ án trước. Việc đánh nhau như thế thì tùy mức độ phân cực trong đảng cũng ngày một rõ rệt. Phe thắng thế ngày một mạnh lên, một khi thế lực của họ càng mạnh thì họ càng lộng quyền bởi không còn ai có thể làm gì được họ. Hình ảnh tìm đủ mọi lý do để bám ghế, kể cả việc vẽ ra cái gọi là hồng phúc dân tộc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa Việt Nam ngày một phụ thuộc hơn vào Trung Quốc, không những phụ thuộc về kinh tế mà còn phụ thuộc cả về chính trị. Dưới thời của ông Trọng, ông đã ký kết với Tập những kế hoạch đào tạo nhân sự cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng làm việc đó dễ dàng bởi ông tin rằng trong Đảng Cộng sản không còn ai đủ sức cản đường ông. Người không có lòng tự trọng thì khó mà dẫn dắt đất nước trở nên độc lập hơn đối với ông láng giềng phương Bắc. Và thực tế, dưới thời của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã chuyển hướng cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiến lại gần Bắc Kinh hơn theo cách của ông. Đến con người của đảng mà ông còn nhờ bạn vàng trồng cho thì không biết trong người ông Trọng có lòng tự tôn đối với đảng của ông hay không, chứ đừng nói đến lòng tự tôn dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Liệu bác Trọng có tự trọng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d.